lấy đủ hết năm nay cô chú chị ơi. Vui đồ canh sang lấy đồ chơi cho chơi nhé. Cảm ơn chị Hồng Mạnh, like cô chú chị ơi, like mạnh đi. Lấy đủ hết năm nay cô chú chị ơi. Nghỉ đi rồi. Có đồ chơi nghỉ đi rồi. Cảm ơn mấy đứa. Dạ. Kinh doanh được. Dạ, dạ. Dạ. Thì... nói chung thì chị Loan bán hàng được thì bọn em cũng vui mừng thôi. Dạ. 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 Không có gì bây giờ không có kinh doanh thành công thì cuộc sống ổn định. Dạ. Chung chị Loan bán cái gì mà có anh em quay thì cái đó đã bán tắt hơn á anh sao? Đó, từ đầu tới giờ cái đứa không gì hết, nhưng mà chỉ là chị muốn Loan kinh doanh thành công. Dạ. Dạ. Nói chung là bọn em quay video nào bọn em cũng có quảng cáo cho chị Lan bán hồ to, bán hàng tốt không? Bun, quay ra đây này con. Bun ơi. Nói của chú anh chị, nhìn da bằng thịt của bé Bun nha. Của chú anh chị. À, của chú anh chị thấy bé Bun không? Thực tế đó con. Nó sợ chú đi mất tiêu. 300 like luôn của chú vậy, 683 của chú anh chị like, mọi người mở cái like cho team của chú anh chị, like mạnh lên. Dạ, 680 mấy người. 1000 người đang xem đây, chia bánh xa nó xem ơi. Vô vô. Like mạnh cho em cả nhà ơi, like mạnh đi cả nhà. Đó, cô chú anh chị thấy bé Bun không? Đó, nhìn mình da bằng thịt luôn ha. Đó, trực tiếp nha, không không cắt kiếm anh cô chú anh chị, không có ái nha, ảo tưởng nha. Đó, bé Bun nè. Đó, cô chú anh chị thấy bé Bun dễ thương không? 700 người cô chú anh chị, chia sẻ mạnh mỗi người một cái like. Được đẹp không? Bé Bun lên xe là cả nhà. Bun lên xe trước rồi. Đó, chú. Đây là anh trợ lý chú. Chờ mẹ xíu đi. Chờ mẹ. Con đi trước đâu mà để mẹ là đi sau. Thôi. À, được không? Nói cô chú anh chị đây bé Bun nha, cô chú anh chị nhìn thoải mái. Chân cái cửa kia. Hả? Đừng có đụng cái kiến đúng không? Đấy, cưng không cô chú? Đó, cô chú anh chị bé Bun nè. Chào các bác, các chị. Cô chú anh chị nó thật chắc luôn mấy bộ này nó còn bàn giao bằng thịt thế nào nha. Rất là dễ thương cưng nghe cô chú anh chị. Không có đem được chơi ở dưới đây. Cả nhà. À bé Bun có đồ chơi đẹp. Bé Bun có đồ chơi rất là đẹp cả nhà. Quay cho các bác xem đi. Ôi sao nè. Ôi đẹp quá Bun ơi. Like mạnh cho em cả nhà ơi, like mạnh đi cả nhà. Like cho đủ 500 like cô chú anh chị, like mạnh cho đủ 810 13 cô chú anh chị, like em like đủ 500 like cô chú. Like đủ 500 like. Đó. Bé Bun này. À, bé Ken nữa cái nhà, bé Ken nữa cô chú. Lâu quá cô chú không chị nhìn bé Ken này. Đó bé Ken đây. Đó cô chú chị Ken ha. Sao đi sao đi sao. Ngồi sao con. Đó bé Ken này cả nhà. Đó Ken này cả nhà. Đó. Đó cô chú. Chú chị đang xem livestream nha. Anh sao tao? Hạ kính chú nghe anh. Được like được đăng ký. Sao tao? Hạ kính. Ờ xe của anh F3. Đó cô chú chị. Đó bé Bun, bé Bun hai chị em luôn cả nhà. Cái Bun hôm nay hai anh em mặc bộ đồ đỏ luôn nha. Đó cô chú anh chị. Rất là dễ thương. Like mạnh cho em cô chú. Like cho em đủ 500 like cô chú anh chị, 829 cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã đồng hành ở Tiên Bơ Miền. À, đã ủng hộ Tiên Bơ Miền trên đường like này cả nhà. À, là em giờ em sẽ quay lại bên chị Loan và cô chú anh chị xem ha. À, chị Loan là lòn mở xuống rồi đi đi vô bên trong rồi. À, thắp hương cả nhà. À, đang thắp hương. Thì trước khi chị Loan đi ra ngoài thì chị Loan cũng đều thắp hương. Xong rồi chị Loan mới đi nha cô chú. Đó cô chú chị. Có cả bé mấy là hiện trong ở trong là có anh Thành Mỹ nghe cô chú chị, anh Thành Mỹ. Nó trong trực trực là 24/24 trên cái bằng máy tính của chú anh chị. Thua giờ là rồi. Tin tưởng hàng tam là dạ an tâm đi không có sao đâu chị ơi.